We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, cười feel này. Like a star, xin cho một tràng nữa đây ạ. Chị xin điểm cánh tay của quý vị. Wow. Đã quá. Khi em lên đồ một cái, một sự thay đổi hoàn toàn luôn. Và bây giờ là mình sẽ mặc bộ dạ hội này mô phỏng cái sân khấu của năm 2020. Mình sẽ đi từ cánh gà ở trong, mình đi vào, đi lên, tạo dáng và đi về ở một cái cánh gà bên này. Em chú ý ha. Rồi, bây giờ xin mời em bước vào trình diễn phần dạ hội nha. Rồi, xin mời em. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I want to be seen before this thing ate me. Rất là đẹp luôn nha, nói chung là không có nói nhiều nữa. Khúc này là rất là đẹp rồi, nhưng mà chỉ muốn em tạo dáng theo kiểu ấn tượng hơn. Rồi em xoay nghiêng, mở rộng cái vai, cái này đẩy cái hông bên này thôi. Ừ đúng rồi, đó xong đi ra. Ok. Phần dạ hội Duyên đã có một cái màu sắc rất là sang, rất là đẹp. Mình xem mình còn thu hút mà, chỉnh thêm một chút về ánh mắt thôi là em thấy sẽ là tuyệt vời. Có thể là em nhìn xuống á Duyên, để cái mắt em nó không bị liếc nhẹ, nhẹ thôi, đừng có căng người. Rồi, đẩy ra. Rồi, nhạc lên nè. Có thể nhìn xuống, rồi từ từ nhìn lên, nhìn ống kính, hốc cái tóc nhẹ. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I want to be seen before this thing ate me. Mình phải nhẹ nha. Tức là mình đang làm nhanh như thế nhưng mà rồi, giữ con mắt nè, ngước lên chậm thôi, ngước lên chậm. Khi mà em quay qua cái đầu em vẫn cúi xuống thì em lên em mới đúng rồi. Đúng rồi. Đang là như thế này đúng không? Nhìn qua, mình nhìn cách rất là mềm mại, cảm nhận không gian của mình. Hoàng tử lâu đài. Mình phải mơ mộng lên. Rồi, bước đi nè, đưa cái chân này lên. Đúng rồi, tập cái này nhiều vào nó tự thành phản xạ tự nhiên luôn. Thực sự là mình biết là mình còn thiếu sót rất là nhiều và mình phải hoàn thiện hơn mỗi ngày từ đây đến lúc mà mình tham gia cuộc thi. Losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a star, nothing can hurt me. Cười luôn. A dream, I want to be seen before this thing ate me. Hết cười, diễn mặt lạnh vô, liếc qua, lạnh vô, cười. Through magazines, never feel.
Xin cho một chàng tới đây ạ. Chị xin những cánh tay của quý vị. Rồi, ok. Rất là hay ha. Nhưng ví dụ như em phải... Cái việc mà cười với tắt nụ cười đừng có quá nhanh. Cái việc tính toán sân khấu xong rồi tính toán cái đường dây một người làm sao rất quan trọng. Chị rất là thích cái thần thái nè, cái ánh mắt, hình thể của em hiện tại. Chị rất là tự hào và em cũng sẽ cảm thấy rất tự hào vì những cái nỗ lực của em trong cái thời gian vừa qua không hề gọi là vô ích. Và hy vọng em sẽ có rất nhiều người gửi em những cái lời may mắn để em thực sự may mắn. Rồi, cảm ơn em nhiều, đã rất là tuyệt vời trong cái ngày hôm nay. Nhưng mà đừng có vì những cái lời khen của chị hồi nãy hay lời khen của anh Nhật Anh mà em sướng. Không, chưa đủ nha. Nhưng mà em cái suy nghĩ là mức hôm nay của em vẫn chưa tốt. Để tới cái lúc mà em đi thi và tới lúc mà em lên sân khấu, em phải tốt hơn cái mức mà em tập với chị Hen với Nhật Anh tại sân khấu này. Đó là điều mà chị muốn ở em. Và chị chúc em thật là nhiều may mắn và chạm được những cái vị trí thật là cao ở tại cuộc thi. Bởi vì những cái sự cố gắng của em xứng đáng với những điều đó. Thì chúc em thành công. Chúc em sức khỏe, bình an và thuận lợi với chặng đường Miss Universe sắp tới. Sau buổi hôm nay thì chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Và em cũng muốn anh gửi lời chúc đến cô gái của chúng ta. Anh có một câu nói mà anh rất là thích. Anh muốn tặng cho em là mình hãy làm việc trong im lặng. Và sự thành công của mình là câu trả lời chính xác cho những gì mà mình đã muốn. Thì đó là cái mà anh rất là tâm đắc. Và tới giờ anh muốn em hiểu cái câu đó là làm việc hết mình, chiến đấu hết mình, thành công của mình là câu trả lời cho những người mà người ta có như thế nào với mình. Thì đó là anh mong Duyên sẽ thật sự là nỗ lực nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn anh Nhật Anh. Dạ. Sự mình rất là cảm động, mình rất là biết ơn, rất là trân trọng những gì mà chị cũng như là anh đã luôn ở bên cạnh động viên và hỗ trợ cho mình. Thật sự là muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai anh chị. Miền Tây quê em, ai về ai nhớ ai thương. Miền Tây quê Duyên, ai về ai nhớ ai thương. Gia đình luôn là một cái nguồn động lực lớn nhất mà mình luôn nghĩ về mỗi khi mà mình gặp khó khăn, mỗi khi mình gục ngã. Nhưng mà với không có hồi hộp. Nhưng mà Duyên là một người rất là mạnh mẽ, kiểu là thường ít khi nào chia sẻ với gia đình, chia sẻ với ba mẹ. Đón xem tập tiếp theo của Road to Miss Universe 2021 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 19 tháng 11 2021 trên fanpage Vietnam Road to Miss Universe, Miss Universe Việt Nam, kênh YouTube Uni Network và vào lúc 12 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 11 2021 trên ứng dụng Vion.